yêu trước ngày cưới. Phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ sáu thứ bảy hàng tuần. Con đi đâu vậy? Chưa nghe yêu cầu của tôi mà đã bỏ chạy. À, nhưng mà xem ra cô đến đúng nơi cần đến rồi đó. Tôi cảnh cáo anh, đừng có tới gần tôi. Chúng ta đều là những người trưởng thành, có chơi thì có chịu. Vậy thì mình làm quen rồi sẽ biết. Không làm quen gì hết. Tôi có bạn trai rồi. Thì sao? Tôi cũng có bạn gái rồi. Quen nhau 10 năm. Có bạn gái rồi mà anh còn làm như vậy hả? Thì chúng ta đều giống nhau mà. Đều giấu một nửa của mình tham gia vào buổi tiệc tối nay. Một người sắp kết hôn, biết là tiệc đặc biệt, nhưng vẫn chọn ở lại. Sao cô không sống thật với bản thân mình đi? Tôi ở lại đây tất cả chỉ vì bạn tôi thôi. Anh đúng là một tên khốn nạn. Tôi thấy tội nghiệp cho bạn gái của anh. Anh có bao giờ nghĩ rằng cô ấy đang ở nhà chờ điện thoại của anh không? Anh có bao giờ biết rằng suốt 10 năm nay cô ấy hy sinh vì anh nhiều như thế nào không? Nếu như anh không yêu được thì chia tay đi. Tại sao anh lại ở đây làm như trò đốn mạn như vậy? Anh không xứng đáng làm người đàn ông. Tôi đối xử với bạn gái tôi ra sao? Không phải việc của cô. Thả tôi ra khỏi biến thoại. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không cử động nữa đâu. Cổ tay mà đỏ thì sẽ khó giải thích với bạn trai của cô đó. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm bừa. Mau thả tôi ra. Anh nhớ hôm nay ngày gì không? Nhớ chứ. Nếu như mà không á thì anh với cả em đã không gặp nhau vào một ngày trái lịch như vậy. Ngày gì đâu? Ngày kỷ niệm 3 năm. Yêu nhau thì đúng. Thành công. À đúng rồi. Sau khi ăn xong á, anh với cả em có một chuyện quan trọng cần phải làm đó. Mà chuyện này á, quan trọng không kém gì ngày kỷ niệm đâu. Chuyện gì vậy anh? Anh đúng là quá đáng. Tưởng việc gì quan trọng, hóa ra scan nắp chai khuyến mãi. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm của tụi mình đó. Chương trình này đúng dịp kỷ niệm 3 năm tụi mình quen nhau. Ý nghĩa mà. Nè, nếu như mà anh với cả em trúng 1 triệu đi, tụi mình có thể đi ăn 10 bữa bò né cô Hồng. Nếu như mà trúng 3 triệu là tụi mình vừa được đi ăn, lại còn vừa được đi xem phim 10 lần nữa. Nhưng mà hai đứa mình đi ăn cũng đâu hết 3 triệu đâu. Thì nếu không ăn hết thì mình tiết kiệm đi, đúng không? Vậy là kế hoạch của tụi mình lại rút ngắn thêm rồi. Mà nếu như mà trúng 50 triệu hoặc là giải cao nhất 100 triệu đi, anh có thể mua xe, anh có thể đưa em đi chơi, đi biển hoặc là đi xuống nước nóng, em chịu không? Ừ. Ừ. Vậy mình scan tiếp nha. Được. Trúng rồi. 500.000. Mình sẽ ăn được bao nhiêu bữa bò né ta? 3-4 bữa gì đó. Ừ. Nhưng không được, tụi mình phải tiết kiệm. Như vậy thì kế hoạch của chúng mình sẽ nhanh chóng thành công hơn. Áo rách sắp lộ ra. Mà áo ngực màu gì? Màu da. Màu da? Cho đứng đó con không mặc cháu lòng mày hay mặc nha. Trời ơi, sao mặc màu đen hay màu ren cái gì sexy vô. Khùng mà, sao tao biết nó sẽ lộ? Ờ, cũng đúng. Áo mày rách toạc ra một cái. À leo khoác choèo cái ngực cái mày. Che cái ngực mày lại. Smell so good. Mùi đàn ông lịch lãm quyến rũ. Chết mày rồi.
đau quá. Nói đi, anh đẹp trai không? Nếu có thì ăn luôn cho tao. Mày bị điên à? Tao có bạn. Gì? Tao có biết người ta là ai đâu. Mua được nhà là bước tiếp theo trong kế hoạch của tụi mình. Và sau khi mua nhà, tụi mình sẽ tổ chức làm đám cưới. Nè, lúc mình 32 tuổi, tụi mình sẽ sinh con đầu lòng. Mà anh có linh cảm rằng mình sắp mua được nhà rồi đó em. Là cuộc đời của cô hay của bạn trai cô? 1,5 tỷ cô chỉ có thể mua được nhà ở ngoài Osaka thôi. Đừng có đi theo tôi nữa. Ok, nhưng mà sinh 2 đứa trước 35 tuổi, lỡ đâu có không cẩn thận có thêm đứa thứ ba thì sao? Vậy là bể kế hoạch rồi. Cuộc đời của mình sẽ đi theo kế hoạch của mình. Mình nhất định sẽ làm được. Phương, nhanh lên, mọi người đang chờ kìa. Cố nhớ cái password coi. Em xin lỗi, rõ ràng em đã ghi mật khẩu vào trong sổ rồi. Nhưng mà cuốn sổ của em... Lên Phương giải thích. Mở file đi. Dạ. Chị Phương, 2 giờ chiều nay tôi phải bay ra Hà Nội để công tác. Mà bây giờ chị ngồi đây chị mò mật khẩu. Bây giờ chị mò không ra là chị cuốn gói ra khỏi công ty luôn nha chị Phương. Sếp ơi, bớt nóng chị ơi. Tại chị ánh giao file cho Phương trễ quá, nó trở tay không kịp. Chứ chị thấy đó, trước giờ Phương có phạm sai lầm gì lớn không chị? Sai một ly là đi một dự án. Sai gì không lớn, sai cái nào mới lớn hả? Gọi chị ánh đi. Gọi rồi mà chị không nghe. Gọi thử coi. Người ta đang đi đẻ mà làm sao mà nghe máy được. Mà không biết là con trai hay là con gái chị? Dù gái hay trai, deadline vẫn chạy. Nghe điện thoại giùm cái. Alo Nhật Phương nghe. Trời ơi may quá, giờ tôi sẽ xuống liền. Cảm ơn anh nha, mật khẩu tới rồi. 3 phút, đúng 3 phút thôi nha. Oh, là anh. Sao có cô? Cảm ơn, hôm nay coi như anh cứu tôi một mạng. Hôm khác tôi sẽ khao anh cà phê. Cảm ơn nha. Nguyễn Nhật Phương. Xin lỗi anh, nhưng mà hiện giờ tôi đang rất gấp. Có gì nói sau nha. Cô nói mời tôi cà phê, mà cô lại không hỏi thông tin của tôi. Thường thì người ta chờ ơn cứu mạng chân thành lắm, chứ không có xài dao gì đâu. Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh, nhưng hiện giờ tôi đang rất gấp. Mong anh đừng bắt về. Cô đang nén giận hả? Trông dễ thương lắm. Anh đang quấy rối tôi đó nha. Alo. Nguyễn Nhật Phương, chị còn 30 giây nữa. Dạ, em tới liền. 1,5 tỷ mà mua nhà trong Sài Gòn thì hơi khó đó. Anh đọc trộm sổ tay của tôi. Không đọc thì làm sao trả được cho cô? Anh. Tan họp. Jessica bình tĩnh đi chị ơi. Em có mật khẩu rồi. Họp lại. Yêu trước ngày cưới. Phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOON thứ 6, thứ 7 hàng tuần.